Ở phần này, cô đi vào phần 1, đó là phần kiến thức. Các con cùng quan sát ví dụ sau. 10 chia cho 2 bằng 5. 32 chia cho 2 bằng 16. 14 chia cho 2 bằng 7. 36 chia cho 2 bằng 18. 28 chia cho 2 bằng 14. Các con cùng quan sát. Ở cột thứ nhất, các phép chia ở đây đều là phép chia hết. Chúng mình cùng quan sát sang cột thứ hai. 11 chia cho 2 bằng 5 dư 1. 33 chia cho 2 bằng 16 dư 1. 15 chia cho 2 bằng 7 dư 1. 37 chia cho 2 bằng 18 dư 1. Và 29 chia cho 2 bằng 14 dư 1. Quan sát ở cột thứ hai, các em đều thấy rằng cột thứ hai đây khi chia cho 2 nó chính là một phép chia có dư và dư 1. Chúng mình sẽ cùng quan sát phần nhận xét. Ở cột thứ nhất, các con quan sát sẽ thấy tất cả các chữ số hàng đơn vị hay chữ số tận cùng của mỗi số là 0, 2, 4, 6, 8. Những số này là những số chia hết cho 2. Vậy các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Sang cột thứ hai, các con cùng quan sát chữ số tận cùng của mỗi số sau. Số 11 tận cùng là 1, số 33 tận cùng là 3, số 15 tận cùng là chữ số 5, số 37 tận cùng là chữ số 7, số 29 tận cùng là 9.